thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7, Hội khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Hội khoa học lịch sử tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học chủ đề Nhân vật lịch sử Châu Thị Tế, sinh năm 1766, mất năm 1826, nhằm tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của bà đối với sự phát triển của vùng đất Tây Nam Bộ nói chung và An Giang, Châu Đốc nói riêng. Tham dự có Chủ tịch Hội khoa học lịch sử tỉnh An Giang Đặng Hoài Dũng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Châu Đốc Đinh Văn Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn và tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và thành phố Hồ Chí Minh. Châu Đốc là vùng đất có nhiều di tích lịch sử văn hóa với mảnh đất địa linh nhân kiệt của vùng biên cương. Nơi đây ngoài những danh tướng tài ba trong giữ đất yên dân, còn có một người phụ nữ được xã hội biết đến, đó là bà Châu Thị Tế. Bà Châu Thị Tế, vợ chánh của đức ông Thoại Ngọc Hầu, được vua Ban Phong là nhàn tỉnh phu nhân, sinh vào tháng 4 năm Bính Tuất, năm 1766, mất ngày 15 tháng 10 năm Bính Tuất, năm 1826. Bà là một phụ nữ tài đức dạng toàn, có công cùng chồng, đóng góp nhiều công sức trong việc đào kinh từ Châu Đốc qua Hà Tiên từ năm 1819 đến năm 1824, được lấy tên đặt cho dòng kênh Vĩnh Tế và núi Sam đổi là Vĩnh Tế Sơn và làng bên bờ kênh Vĩnh Tế gọi là Vĩnh Tế Thôn. Chính nhờ bà mà dùng đất châu đốc Tân Cương, nay là An Giang, xuất hiện các cụm từ mới mà trên đất nước Việt Nam chưa hề có được, đó là sông chồng, sông vợ, núi chồng, núi vợ, làng chồng, làng vợ. Tại hội thảo 36 bài tham luận và thơ xướng họa về châu thị tế của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài tỉnh An Giang, tập trung phân tích, nhận xét, đánh giá, làm rõ thêm về thân thế và những đóng góp to lớn của bà châu thị tế trong công cuộc đào kênh trên vùng đất An Giang hiểu thêm về thủy hiệu nhàn tỉnh phu nhân của bà Châu Thị Tế. Châu Thị Tế, người phụ nữ làm nên nhiều huyền thoại trên vùng đất đồn Châu Đốc và An Giang. Hội thảo nhằm bổ sung thêm tư liệu liên quan đến thân thế và sự nghiệp của bà Châu Thị Tế, chính thức của Thoại Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại, được ban tặng hiệu Nhàn Tỉnh Phu Nhân, đánh giá những công lao đóng góp của bà, được lịch sử ghi nhận lần đầu tiên. Một phụ nữ được triều đình phong kiến lấy tên, đặt cho tên sông, tên núi, tên làng, đồng thời giúp thành phố Châu Đốc dựng dụng trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.